Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8 năm 2024, thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh này vừa có quyết định công bố dịch bạch hầu trên địa bàn thị trấn Mường Lát ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân do vi khuẩn bạch hầu và là bệnh truyền nhiễm nhóm B, một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ổ dịch bạch hầu này được phát hiện từ ngày 5 tháng 8 tại khu phố Đoàn Kết thuộc thị trấn Mường Lát, đến ngày 11 tháng 8 đã ghi nhận 3 ca nhiễm bạch hầu và đang được điều trị tại các bệnh viện. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu chính quyền địa phương nơi có dịch thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, khai báo, báo cáo dịch, tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức cách ly y tế, vệ sinh tiệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch, các biện pháp bảo vệ cá nhân, các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch, huy động, trưng dụng nguồn lực cho hoạt động phòng chống dịch. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc tiếp nhận, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm. Ngành y tế phải quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh, tăng cường chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, điều trị tích cực cho các trường hợp mắc bệnh, không để phát sinh các ổ dịch mới. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã trực tiếp đến ổ dịch bạch hầu này để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch lây lan. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, đến ngày 11 tháng 8, ổ dịch ghi nhận 3 ca nhiễm và có tổng cộng 34 trường hợp là F1 đều đang được cách ly theo dõi tại nhà. Gần 800 người dân của toàn bộ khu phố Đoàn Kết và hơn 200 người tham gia công tác phòng chống dịch đã được uống thuốc dự phòng dịch bạch hầu. Cũng theo Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, đến ngày 11 tháng 8, sức khỏe của 3 bệnh nhân mắc bạch hầu đều ổn định, có dấu hiệu phục hồi tốt. Ông Đầu Thanh Tùng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, ngành y tế phải đánh giá lại tình hình dịch bệnh bạch hầu ở trên địa bàn toàn tỉnh để chuẩn bị tốt vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch bạch hầu nói riêng. Trước đó, như báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 5 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận một cô gái 17 tuổi ngụ phố Đoàn Kết thị trấn Mường Lát mắc bệnh bạch hầu. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở thành phố Hà Nội. Sau khi phát hiện ca bệnh bạch hầu, lực lượng chức năng tiến hành truy vết, ghi nhận có 23 F1 của nữ bệnh nhân này. Đến ngày 5 tháng 8, ghi nhận hai người thân là F1 của nữ bệnh nhân mắc bạch hầu. Hai bệnh nhân này đang được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 1 tháng 8, nữ bệnh nhân 17 tuổi có biểu hiện đau rát họng, dùng thuốc nhưng không đỡ, nên ngày 4 tháng 8 đến khám tại một phòng khám tư nhân ở thị trấn Mường Lát và được tư vấn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát khám và điều trị. Khi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt nhẹ, đau rát họng, nuốt vướng, niêm mạc họng đỏ, xung huyết, amidan hai bên sưng nề đỏ, có nhiều giả mạc trắng bám trên bề mặt amidan. Đến ngày 5 tháng 8, kết quả kiểm tra thăm khám xác định bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu nhưng chưa rõ nguồn lây. Được cán bộ xã gửi thư mời đến khám bệnh miễn phí, ông Trần Phi Hải, 45 tuổi, sống tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, tranh thủ ngày cuối tuần đưa mẹ là cụ bà Nguyễn Thị Dung, 75 tuổi, đến điểm khám của chương trình Hành động vì cộng đồng lần thứ 28 để khám bệnh. Điểm khám được tổ chức tại trường tiểu học Trường Xuân 1 ở xã Trường Xuân. Đây là chương trình nhóm siết chặt vòng tay H20 đã phối hợp cùng các đơn vị đồng hành cùng địa phương thực hiện. Có mặt ở điểm khám từ sáng sớm 10 tháng 8 năm 2024, ông Hải cõng mẹ trên vai tìm chỗ cho cụ bà ngồi chờ đến lượt. Gia đình ông Trần Phi Hải lắm khó khăn, cuộc sống chủ yếu làm vườn, làm thuê, làm mướn. Khoảng 10 năm trước, mẹ của ông bị tai biến, tuy được cứu chữa kịp thời nhưng sức khỏe rất yếu. Việc chạy chữa thuốc thang cho mẹ suốt nhiều năm qua cũng khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Khi nhận được thư mời đi khám bệnh miễn phí, ông đã mừng đến mất ngủ, chỉ mong sớm đến ngày cõng mẹ đi khám. Bệnh của mẹ tôi bị tai biến mà như là lúc đến đây chợ mà như mẹ tôi đi khó khăn rồi tôi cũng cõng mẹ tôi đi để là điều trị cho mẹ tôi hết bệnh. Tôi thành thật cảm ơn cộng đồng. Tham gia chuyến công tác xã hội này còn có các y bác sĩ của Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện Hùng Vương tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã có gần 500 bệnh nhân thuộc gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường Xuân được khám bệnh, cấp phát thuốc điều trị miễn phí, trao quà. Ngoài ra, các bác sĩ trong đoàn còn tổ chức tư vấn cho bà con cách chăm sóc sức khỏe và phòng tránh bệnh tật. Ngoài mẹ con ông Trần Phi Hải, nhiều cụ ông, cụ bà cũng được con cháu đưa đến đây khám bệnh miễn phí. Trong thời gian chờ đợi, bà con được hỗ trợ nước uống và phần ăn sáng miễn phí, nên ai cũng thấy vui vì sự hỗ trợ chu đáo từ địa phương và ban tổ chức. Đạp xe đạp vừa gần 4 km từ nhà đến điểm khám, cụ ông Võ Văn Nhơn, 77 tuổi, cũng là người dân xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, không giấu được niềm vui được khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí. Gia đình khó khăn, bản thân bị bệnh tiểu đường hơn 10 năm qua.
giờ biến chứng qua đau nhức khớp, nổi bướu to ở cổ nên cơ thể thường xuyên mệt mỏi, đau nhức, nhưng cụ Nhơn không dám đến bệnh viện vì không có tiền. Khi được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn kỹ, được phát thuốc và được nhận quà là những thực phẩm thiết yếu, cụ ông cảm thấy rất vui vì nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Đường hai mấy năm rồi, giờ nó đau, nó biến chứng đủ thứ chăng. Hôm nay có chương trình là khám bệnh từ thiện, tôi lại hồi 7 giờ rưỡi đến đây để khám. Mong cho bác sĩ cho tôi thuốc uống đây hết bệnh. Bây giờ nó mệt mỏi lắm, hai cái giò tay cứ ngắt đi không có nổi, đi cà lết không. Mệt mỏi lắm rồi, nhiều khi ngủ nghe không được nữa. Chương trình Hành động vì cộng đồng lần thứ 28 còn tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng một căn nhà tiếp bước đến trường cho hộ gia đình khó khăn vì nhà ở có trẻ em đi học. Tổ chức đêm hội tiếp bước đến trường, trao 250 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trao 10 suất học bổng xe đạp tiếp bước đến trường cho học sinh không có phương tiện đi học, trao đèn năng lượng mặt trời, hộ gia đình khó khăn và các điểm văn hóa ấp với tổng giá trị thực hiện gần 600 triệu đồng. Cái đơn vị tài trợ đó là tôi nhận thấy là chọn địa điểm rất chính xác, vì trường tiểu học này là trung tâm của xã. Rồi đó là điều kiện là bà con những người già neo đơn, rồi những người bệnh tật á, ta đi lại dễ dàng. Rồi đó là cái giúp cho những hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn đó là trong cuộc sống để được hưởng lợi trong cái đợt khám chữa bệnh. Có nhiều người đó là có thể là bệnh mà không có tiền đi khám chữa, nhưng mà lần này cái đội thiện nguyện này đó là hỗ trợ cho bà con rất là thiết thực. Số lượng là lần này là nếu đối với bà con là khoảng 488 người nghèo, cận nghèo, già, neo đơn, rồi tàn tật chủ thức nhiều thứ chất độc da cam. Nhóm Sức Chặt Vòng Tay H20 là một nhóm thiện nguyện được hình thành từ những anh chị em trưởng thành từ phong trào công tác xã hội của sinh viên, mà nòng cốt là nhóm cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay nhóm đã kết nối được hàng trăm thành viên, không chỉ là cựu sinh viên mà có rất nhiều bạn hữu, viên chức, doanh nhân có chung tấm lòng thiện nguyện. Với tôn chỉ kết nối vòng tay cộng đồng, gieo mầm yêu thương và niềm tin cuộc sống, hàng năm, nhóm Sức Chặt Vòng Tay đều tổ chức các dự án từ thiện nhằm chung sức với cộng đồng, góp phần động viên các em học sinh nghèo học tập, chăm lo đời sống, sức khỏe cho các gia đình khó khăn, chính sách ở mọi miền đất nước. Đến nay, nhóm đã tổ chức được 27 chương trình lớn nhỏ với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.